Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cái con Ningxit E9450 cũng như là 9452. E9452 thực ra thì nó là hai con E9450 thôi và nó chạy EasyMesh với nhau. Thì cái con này là Wi-Fi 6, thì các bạn có thể xem giới thiệu con này ở những cái video trước nhé, mình đã có làm rồi. Thì ở đây thì mình sẽ cấu hình cài đặt cái con này. Con này thì nó không hỗ trợ cái Ningxit app nha các bạn, nên các bạn chỉ cấu hình và cài đặt trên bằng máy tính thôi, trên giao diện web thôi. Đầu tiên các bạn cắm nguồn vào để cho thiết bị khởi động lên. Nếu các bạn có đường internet thì các bạn có thể cắm vào cái cổng internet đằng sau và cái thiết bị cũng được, bởi vì cái con này mặc định là cái giải IP khác, 7.0.1 7.1.1, nó nói chung IP đâu. Con này nó là 79.1. Chính vì vậy mà mình cắm cái đường internet vào cái con này vô tư. Ok, và các bạn có thể bắt wifi phát mặc định ở dưới đáy của con này bạn vào cấu hình cũng được. Ngoài ra thì các bạn có thể cắm cái dây NAND từ cổng NAND của này vào cái laptop của bạn để cấu hình. Sau khi bắt wifi mặc định hoặc là cắm cái dây NAND vào con 9450 thì các bạn gõ cho mình cái địa chỉ là 92.168.79.1 nhé. Đó, cái con này mặc định địa chỉ của nó là như thế. Bạn gõ vào, ở đây mình đang chạy cái demo nên là nó sẽ không hiển thị cái địa chỉ ở đấy. Ok, sau khi bạn gõ vào thì nó sẽ vào cái giao diện mặc định như thế này. Các bạn gõ cái mật khẩu như là cái password mặc định admin admin thôi. Nếu mà nó bảo các bạn chạy visa ấy, từng bước bạn tắt đi nhé, các bạn vào trong cài đặt cho nó dễ. Ở đây thì nó sẽ có tổng quan cái thông tin thiết bị, bạn thì nhìn thấy rằng cái version của nó. Điểm đầu tiên của này là gì, các bạn nên update cái version firmware mới nhất bằng cách là các bạn vào cái bạn lên Google đi, 9450 firmware. Đó. Bạn đã tìm cái firmware của chip. Cái này thì nó hiện tại đang có chỉ có version 1.1.40 là mới nhất. Bạn bấm download tải về. Đó, tải về đúng không ạ? Các bạn đã bấm download tải về. Cái này nó nhẹ thôi, 34 MB. Rồi, bạn lưu lại thì đầu tiên là các bạn nên, nếu chưa phải firmware mới nhất, bạn này chưa phải, bạn nên update firmware bằng cách bạn vào maintenance. Đó. Rồi bấm update thì các bạn chọn cái file tải về, các bạn chọn cái file tải về đây, rồi các bạn bấm update thôi thì mất một phút thì nó sẽ update xong và nó tự động lại. Để thì các bạn truy cập lại bình thường. Thì đấy là cái đầu tiên các bạn phải làm nha các bạn, mình phải update trước rồi phải gì cài cố định và ngược lại hơn đấy. Ok, sau đó thì các bạn vào General thì nó sẽ có hai cái là Internet Setup và Mesh Setup. Internet Setup là gì? Chính là cái cổng quăng đấy các bạn cài đặt quăng này theo manual là cài đặt bằng tay. Bạn add thêm ở đây thì sẽ có là cho các bạn rất là nhiều lựa chọn. Bạn có thể chạy chế độ Grid Mode, chạy Static, chạy YPPOE trực tiếp thì có nhà mạng hoặc là tự nhận động DHCP. Thì tùy theo cái nhu cầu của bạn là cái gì, các bạn sẽ chọn theo từng. Nếu các bạn mà chỉ rộng này và trên con này vẫn là có con router gốc thì các bạn để nó là tự động nhận DHCP cho nó đơn giản. Còn nếu các bạn muốn chạy chế độ Access Point để tắt DHCP và chỉ chạy Access Point giải mạng trùng với các mạng gốc thì bạn chạy Grid Mode. Còn ngoài ra các bạn Grid Mode con nhà mạng quay PPV trực tiếp trên con Ningxit này, chọn vào đây. Đó, rất đơn giản đúng không ạ? Ok, ở đây thì mình để DHCP đi. Rồi nha các bạn, mặc định thì nó là để tự nhận DHCP thôi. Ok, và còn cái Mesh Setup thì Mesh Setup thì các bạn sẽ chọn con này nó chạy Mesh hay không. Nếu không chạy Mesh, có một con không chạy Mesh thì các bạn chọn là No Mesh System. Còn lại thì các bạn chọn là Parent node chính là nốt chính nha các bạn. Và các bạn đặt luôn cái SID luôn. Đó. Đặt luôn, đổi tên luôn và mật khẩu luôn. Thấy chưa? Và các bạn add vào. Còn nếu
Sau khi add xong thì add new node thì các bạn chưa cần thiết đâu, bởi vì cái này biết add new node thì rất là dễ. Mình add sau. Ok, cái này là tạo wifi mật khẩu, thế là xong đúng không ạ? Hai bước như vậy là các bạn đã xong rồi, cài wifi là xong. Còn mặc định cái con này á, địa chỉ NAN của nó thì các bạn vào advanced nhé. NAN nó là 79.1 nên là nó mặc định nó trùng cái cổng nào, các bạn có thể để nguyên nó được. Ở đây thì có một số những cái như DNS thì các bạn có thể chọn về cổng đó, tám đó, hoặc là 8.8.4.1. Ok, các bạn sẽ sử dụng. Thì cái phần này gì đặc biệt, nó còn cái wifi thì có một chút các bạn cần lưu ý, đó là các bạn nên chuyển cái vùng country nó về United States, về Mỹ, thay vì mặc định là ASEAN, thì ASEAN phát cái công suất phát rất là hẹp nha các bạn. Bạn chuyển về Mỹ thì là tốt nhất, chuyển về US là tốt nhất, nó phát khỏe nhất nha các bạn. Và channel như vậy thì auto ok, và cái bandwidth các bạn nên chọn là 60, 60 hoặc 80. 60 là mắc nhất, bạn nên chọn để băng thông nó rộng nhất. Rộng nhất chính là cái con đường rộng nhất, bạn đi sẽ thoải mái và tốc độ cao nhất cho bạn. Ok, cái này thì nên con nó lên. Ok, đơn giản vậy thôi. Thì ở đây thì các bạn có thể chọn hai size là 5G hoặc là 2.4G, bạn cũng chọn chọn ở đó. Thì tương tự như thế thôi, bạn cũng làm tương tự thôi. Thì đấy là cái giản nhất nha các bạn. Thì còn khi mà chạy mét một con nữa, thì cái con thứ hai các bạn bật lên và để cách cái con này xa, hai con xa nhau trên 2 mét nha các bạn. Và các bạn chỉ việc là thêm một điểm nút mới và bấm cái nút WPS ở trên cái con nút phụ con thứ hai, giữ khoảng 3 giây và nhả ra, và nó sẽ tự động kết nối. Đó là cách để các bạn có thể cài đặt mét hai con với nhau. Thì cái con này nó đơn giản vậy, mình chỉ cần việc cài đặt chủ yếu là cái internet đầu vào và tinh chỉnh một số những cái như mình gợi ý ở cái phần wifi là xong các bạn, đơn giản thế thôi. Ok, xin cảm ơn các bạn. Chào mừng bạn đến với Smart Review. Đây là kênh chuyên review sản phẩm công nghệ, giới thiệu cập nhật, đánh giá, chia sẻ trải nghiệm thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay. Smart Review mong muốn đem lại những video giúp các bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Ghé shop chúng tôi tại website smart24h.vn để tham khảo thêm nhé. Và đừng quên bấm theo dõi kênh để cập nhật nhiều video mới nha. Chân thành cảm ơn các bạn.